បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអំពីការប្រើប្រាស់ Google Classroom កាលពីវីដេអូខ្ញុំមុននោះខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីការបង្កើត Classroom នៅក្នុង Google Classroom នឹងរួចហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីការប្រើប្រាស់អំពីការប្រើប្រាស់តើយើងអាសាញការងារឲ្យសិស្សយ៉ាងដូចម្ដេចទី1ផ្ដល់មេរៀនឲ្យសិស្សអានផ្ដល់ជា link ផ្ដល់ជា file និងសរសេរអក្សរជាជូនដំណឹងដល់សិស្សយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហើយធ្វើ quiz ឲ្យសិស្សធ្វើ quiz យើងត្រូវដាក់ quiz យ៉ាងដូចម្ដេចនិងមួយទៀតតើយើងកំណត់ថ្ងៃdeadline នៃការ submit assignment យើងកំណត់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនបាទជំរឿនដំបូងខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីការផ្ដល់មេរៀនទៅឲ្យសិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សអានមេរៀនសម្រាប់ពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍អញ្ចឹងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបង្កើតមេរៀនមួយខ្ញុំនឹងបង្កើតមេរៀនមួយបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទខ្ញុំមាន quiz ជាច្រើននិងមេរៀនជាច្រើននៅទីនេះដែលវាមិនស្ថិតនៅក្នុង order អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាតើយើងត្រូវដាក់ quiz 7 quiz 8នេះនៅទីណាដើម្បីឲ្យវាជាឲ្យវាមានលក្ខណៈជា order ដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់របស់វាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុង classwork បន្ទាប់មកចុច create ហើយចុច assignment អញ្ចឹងចុច assignment នេះមានន័យថាយើងផ្ដល់មេរៀនទៅឲ្យសិស្សមិនមែនមានន័យថាតាល់តែយើងផ្ដល់ assignment ឲ្យសិស្សដើម្បីធ្វើសិស្សធ្វើ assignment ទើបយើង click កន្លែងនេះឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺផ្ដល់ assignment ឲ្យសិស្សផងផ្ដល់មេរៀនឲ្យសិស្សផងនៅកន្លែងនេះបាទយើងអាចផ្ដល់ជាសំណួរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឬក៏ផ្ដល់ជាសិភៅណាទៅឲ្យសិស្សដើម្បីអានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណុចទី1គឺ assignment assignment នៅទីនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងយកមេរៀនមួយដែលស្ថិតនៅក្នុង chapter ទី4ដែលនិយាយអំពី IP address អំពី IP address ពីព្រោះខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជា data communication អញ្ចឹងខ្ញុំមានមុខវិជ្ជាមេរៀនមួយគឺ IP address អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសរសេរអក្សរថា hello all ឬក៏ hello students please read this chapter and if you haveAny question, please note and ask me in the comment or while we doing a live call.ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានច្រើនជាងនឹងទៀតអាស្រ័យទៅលើគោលបំណងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បាទបន្ទាប់មកនៅមេរៀននេះខ្ញុំមានជា PDF file ខ្ញុំមានជា PDF file ខ្ញុំ add file បាទខ្ញុំនឹងផ្ដល់ file ទៅឲ្យសិស្សដើម្បីគាត់អាចអានមេរៀននឹងបានដូចជាអ៊ីនធឺណិតយឺតបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាញ់ផ្ទាំងមួយគឺយើង select file from your device បើខ្ញុំប្រើ computer អញ្ចឹង file របស់ខ្ញុំផ្ទុកនៅក្នុង computer បាទអញ្ចឹងនេះជាអូមេរៀនទី5ឯងសុំទោសណាមេរៀនទី5បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ upload មេរៀនទី5 IP address ចូលទៅបាទចូលទៅរួចហើយ uploadបាទ
bà dương miên chia reference tiếp dương add file được cái lạnh mạnh đá mà chụp tờ tiệp ram xong tốt chụp tờ tiệp ram khi nhóm miên video file mùi bà đài start được không YouTube khi nhóm châu được không YouTube bà vì bước nhóm miên video mùi được không YouTube đài này dưới ông P Marian IP address nâng đá khi nhóm add chia link và nhóm add chia link mà nhóm add chia link khi nhóm nâng pa link nơi cái này nè và bần ta khi nhóm trời tự do link mà sẵn và nhóm trời tự do link mà sẵn chú ý đâu nhóm chia channel bọc nhóm và right click copy link location và bắt đầu mau khi nhầm mà pass link này cái này và nhầm pass link này cái này khi nhầm add link nút sa cột ai mở miền GPDF phong cột ai mở video này kênh YouTube phong test đấy ông pi miền IP address nè và bắt đầu mất tiền person mà dân miền reference này xin tiết dương ách add file và to và tiếp bạn hay là khán sát tâm này bật sân và dương miên thân nạc data communication đối khả nế và màn vên đối khả nế dương ách assign ca nghe nóng tự tổng o group thân nạc tổng o không bê tầm mùi và hay dương assign ca nghe ní ai sơ an mê riêng ní tự sơ tổng o và all student chứng cơ lãnh bình tụ để xa nó chỉ mới đến dương ổn miên phần tụ thế nhưng select vô ungrade ungrade mà ta mới đến thì dương chẳng ai xa an rồi hốt đó thằng ngày nè và một mình tục trao là hốt thế cứ miên cầm nọt và mùi sắp đá chân tầng chẳng ủ thì họ dương select thằng ngày mà thằng ngày này thì mà phải bấm chẳng ủ thật thằng ngày thì mà phải bấm bấy deadline mình là thằng ngày thì mà phải bấm bấy mê đến nâng dương chọc hiện thế này cho ngay tìm một phần muốn dừng hiện mày hiện thăm mày tiền bạc một tập một tiết dương nâng bằng cao topic mùi xâm rắp mê riêng tìm bạc bà đọc bấy ai vì rung châu tập khăn order đối khăn bàn bằng hàn mà nâng cứ quýt ếp xin xin vì ọt nâng order đời xảy đời xảy khu nhóm ọt bán bằng cao chia topic mùi nhưng chứng mê riêng tìm bạc này hay nâng à xo này mình PDF mình YouTube mình ấy nâng vì nâng châu tập khăn topic là bao nhiêu đại dương ta sẽ thả chapter 5 IP address và bắt đầu một tiết dương chọn assign và chọn assign nú dương gal mà khăn khổ máu nhưng khơi nha chapter tiếp rám miền mê riêng mùi cứ mê riêng này chẳng nắp bây đại sao quạt join class cho mùi dưỡng quạt nâng khơi topic mùi chung mùi thay chapter 5 IP address nâng miền mê riêng IP address quạt click máu khơi nhà so để dưỡng sạch xe này mà mùi dưỡng đời xa thân nạc nhóm miền sạch bì nẹ đời xa thân nạc nhóm miền sạch bì nẹ dưỡng khu nhóm trực bàn đã ca nghĩa ai sạch chùm nôn bì nẹ an mê riêng này ở toàn miền là an là lời tệ bà toàn miền là an là lời tệ bà bà sân bà khơi sạch an hơi quạt click lưu work as done này dân tới chứng dưới nâng khuyên turn in sơn turn in và chứng dưỡng ai có xung quả thật ta sơ bàn án rư mình bàn án đòi miền status mùi này assign bàn này thay dưỡng đó là cả nghĩa tại sơ châm nôn bà mạng nè assign từ lời châm nôn sơ rộng bỏ dường và assign lời châm nôn sơ rộng bỏ dường hay turn in này mình thay ta nè nạc lắp bàn án hồi hồi dẫn nữa và học quần hay mỗi tiền nhưng bằng cao chỉ assignment mỗi ao sát thua assignment và chúng ta assignment IP address please draw a diagram a network diagram and using IP
address and assign IP address for each computer. Ba. Chúng nít sách quạt nâng cú rụp hiệp mùi nế xe lơ cho word của bạn ấy của bạn hãy attach file mà ở dưới ngay chứng dưới ngọt bác attach file ấy tế bất dân bởi dưng miền file ấy để trở attach xâm nhập assignment ní dưng ai add chi file bạn bởi nế xâm nhập của nhóm khi em còn đọc đo chi message ní tạo ai sát đọc bởi sát submit chi file mà ở của nhóm mình bà chứng cái là anh khang nế dưng chọc thẩm phần nâng nhưng nghiệm một khẳng sử đám. Khẳng sử đám đôi khi nhiên mình chẳng phần tái nơi tình này phần tụ trở miền và dương một mình cho anh gửi thế phần tụ ưu đọc hợp assignment nhưng dương ai phần màn phần tụ pram phần tụ và nâng ở sài lời dương và cộng nót nơi thay nè để sơ trở đạn thay tìm một phần bầy đôi khi nhiên ưu đi hòa đó chẳng nơi sơ tận ngót trở tại submit assignment này ở ban môn thay tìm một phần bầy mong đọc bì dục bạn assignment នឹងត្រូវរត់ចូលទៅក្នុង topic មួយណាមិនមែនបង្កើត topic ថ្មីទេគឺរត់ចូលទៅក្នុង chapter 5 បាទដោយសារអីដោយសារ assignment របស់យើងជា assignment ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនទី 5 IP address អញ្ចឹងយើងរុញ assignment នឹងចូលទៅក្នុង topic តែមួយជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងបន្តមកយើង click assign ទៅនោះនិស្សិតគាត់នឹងឃើញ អូយើងមានមេរៀនមួយហើយ dương miên là sai nhưng mình mùi tiện và dương miên mê liên mùi hái dương miên là sai nhưng mình mùi tiện và assignment nâng dương miên dùa đẹp deadline và dương mà phải mùi đây anh ấy còn phải mùi đây và mùi tiện bởi sân là dương chọn bằng cả chữ quiz và chọn bằng cả chữ quiz dương chọn create quiz assignment nâng không quiz assignment nâng dương đã tha chữ quiz bằng má dạy dương quiz đó là quiz tì bấm buồn khi thì đọc với chúng ta sẽ tại dương về dương đã thì order đó sẽ giống như ủi thò bọc những miền khi đọc hào vậy chứng chúng đã thà please do quiz with IP address chỉ ủi thò mối và nó bây giờ dương click lơ add quiz viên năng ai form mùi mọi dương dùng những click lên form nâng đảm bây bằng cả chiếc xâm nùa nâng cái nông quiz để xa internet dự tình và chẳng vì chung một blank quiz dùng đã dùng đầu chìa chung một nâng mối dùng đã là IP address quiz tị đọc chung tất và สำหรับ ខ្ញុំ នឹង ជ្រើសរើស យក ជា លក្ខណៈ multiple choice អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ ថា choose 1 for the correct answer សំណួរ ទី 1 យើង មិន ទាន់ ដាក់ ជា multiple choice ផ្សេង ភ្លាម ទេ យើង យក ជា short answer សិន ដើម្បីអោយ និស្សិត សរសេរ ជា ឈ្មោះ របស់ គាត់ What is your name? បាទ កន្លែង នេះ យើង ត្រូវ require select your require មាន ន័យ ថា សំណួរ មួយ នឹង និស្សិត ត្រូវ តែ ឆ្លើយ បើ មិន ឆ្លើយ សំណួរ ទេ មិន ឆ្លើយ សំណួរ មួយ នឹង ទេ មិន អាច submit បាន នេះ មិន អាច submit បាន នេះ បាទ ហើយ កន្លែង នេះ ក៏ យើង អត់ ប្រើ បន្ទុក ដែរ ពីព្រោះ មិន ជា សំណួរ nên còn là chưa xong nuôi đã thay chumua nên giật nó chumua ấy tập năng ba. Bất tao một tiết dừng add xong nuôi mỗi tiết cái này này add question. Ba, nãy ban châu xong nuôi rồi bỏ dừng. Chẳng hiểu su tha IP address version 4 is the address version ประมาณ như thế. Chứ nhóm nó đo chùm lại mình mình chỉ short answer để chỉ multiple choice bà. Option tìm mũi 32 bit option tìm bí 64 bit option tìm bấy 128 bit
tao chấm lại mùi nè chứ chấm lại tâm tới dương từ san chấm lại à hai bà này answer key chấm lại này cứ chưa chấm lại tâm tới bà chưa chấm lại tâm tới chưa chấm lại tâm tới dương tao bình tụ ấy pi bình tụ tới ưu thế họ bà ưu thế họ pi bình tụ chấm chấm lại mùi này chưa chấm lại tâm tới bàn pi bình tụ bàn rất có chấm lại chấm lại mùi này chấm cốt bàn pi bình tụ sầm rập sầm nô mùi nừng chật đàn mà bà sầm nô mùi tiền bà sầm nô mùi tiền this address mà rồi cài pi mà rồi học bằng bảy chật mùi chật cài bằng bảy is the address of class class mình mình a b c bà class a class b class c chấm lại mũi na chứ chấm lại tâm tới cứ class c chứ chấm lại tâm tới bà select vô cái line chấm lại tâm tới máu bán phần màn bản tụ assign lời dương chuyển đẹp đó ưu tiên hợp bản tụ xâm lạp mũi xâm nguồn năng đạt bởi dương mình xâm nguồn same same thiết time xâm nguồn thiết dương add question ở group nâng multiple choice bởi dương xâm lạp chỉ ưu tiên hợp bọc nhóm xâm lực vô bì xâm nguồn năng màu bởi tâm á chọc nơi ca add question dương trời tới cầm nọt quiz nâng xin cầm toàn á sáng dương trời tới cầm nọt xin ta ta quiz nâng nì sức miên sức vui khá bà chọc cái lại setting này mà đón tiết xong chọc cái lại setting này bà hãy dương nông bàn phát tiền này mùi nơi khá nông phát tiền nâng dương trời cầm nọt tha nì sức gọt ác submit quiz nâng bàn tại mặt đón gọt gọt bàn ác submit bàn tràn đón này dương nhân trời click limit to one response bà nì thà nì sức gọt ác submit quiz ban tay mặt đoàn của comment sẽ submit lực tỷ bì và nếu chưa chấm nốt tỷ muối đài lực luôn này lúc từ mà cầm nốt này tỷ này và mình chấm đi sẽ có ai submit bàn pì đoàn bảy đoàn sai tới chất bạc còn chấm nốt tỷ pì đại dương từ cầm nốt này cái này cái là quiz và mình từ anh này nhát ai có mơ chấm lại đi nó bay đại quạt bất sân là dương vô lại nấy bạn nhớ nó phải đặt submit phím miền bút tông muối view answer chúng mình ăn là nhớ lại quạt view answer này nè chọn letter nè letter chúng bạn nấy click cái này nấy má chọn sale và rủi ro hỏi chúng những ai còn tài khoai những đang chào thứ ba vì ở miền ấy cái này là sale thứ vừa vừa sale ô tô mà tự thấy chúng những khoai nấy mà bà tóm máu ở xong tôi nhầm click đầu chung mua cái lại blank quiz này bà cho lọc tới win khi em đã tập lại này à cái lại này nhầm toàn màn đầu đầu chung mua lại này đấy nhầm đã tha ip address quiz dom chúng ta bà tóm máu bị sale nữa nắng mà ok và nắng ta quý này bảo mạng bẩn tục nơi thì này cứ bảo mạng mạnh bì xong nữa mà xong nữa bì bẩn tục chẳng bị buồn bẩn tục bà buồn bẩn tục bà deadline nơi thằng này nè chỉ tôi tới quý của mình thử tục bê lời dũ đá chẳng ủi thò thà lỡ màu đập mùi mà phây nít tí chẳng màu đập bì nó đập mùi xàm xong nít tí nơi thằng này nâng đỏ đá màu đập mùi xàm sập nửa tì ê ẩm bà tại đọc nửa tì bà nó chẳng chìa như chìa quýt đầy dương trời đặt bà quýt đầy dương trời đặt hai quýt nâng dương dây ẩm bì IP address chẳng dương trời rũi được nóng topic robot IP address đài nế topic IP address đài chẳng bật tập bì nâng máu chọc ở xài rút rõ đoán mà chẳng những tất cả màu hàng khổ mất thả ta dương miền ấy khá tí mua dương miền khuy dương miền assignment dương miền mây riêng và xâm rắp topic mối cứ chapter 5 và chẳng mối tiết xâm rắp
button amanoi grade ni menu grade ni pasen ba jeung thlop ban tveu assign oy dak assignment oy sa dak quiz oy sa ta kwat ban tveu rư mon ban tveu vi mien list nou ti ni ba tha udor thang kwat quiz ti 7 ni sa mneak ni kwat ban tveu te chúng miền mà xây mỗi mình xây ngay cái cột đặt bàn thôi toàn về và lìa rồi gọi cột xăm mít ở toàn hình chân bà tại bờ sân chỉ khơi cái lại này chapter khơi turn in mà này thà dưỡng ở miền grade ở cột đấy mình thấy cột bàn mười mười liền nè đấy bà dưỡng ai bắt đầu mình tụt ở cột với bàn nó về lại cột thừa sản mình ở dưỡng hơi bà nít ở vậy là dưỡng bằng cả thằng ngày nít cứ bày nè mày liên ở miền bản túc anh đi miền bản túc anh đi miền bản túc bà anh đi pram bản túc assignment anh đi buồn bản túc quiz bà quiz buồn bản túc dương view submission quạt ở toàn submit thế bà mà quạt ở toàn submit quạt toàn submit ấy thế bà chứng tập lập màu wing và tôi làm một classwork này với rứa có stream bạn nếu mình stream mới được stream cứ chia mà nuôi muối đại dương thư ca announce từ cancer nè từ cancer đôi cho dương post nông Facebook dương chứ thay dương trong post ở vậy muối chẳng bạn chẳng ngày nay khi nhung số bằng hai là guru nè guru trong phần này bạn và sân chia miền sông nô ấy à comment nơi khẳng kháu và sông ọc quân chẳng